Rồi anh em nhá, cảm ơn anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mỹ của em nhá. Hôm nay đây 6 bác em cũng trường này các bác ơi. Mỏ vàng ươm, mắt xanh lét các bác nhá. Mắt rất là xanh luôn, chim cực kỳ thuần luôn. Con này phải thuần đến khoảng 200% này các bác ạ. Đây các bác nhìn này, ôm này, ôm thoải mái luôn. Quay cho anh em ôm này. Đấy các bác thấy chưa, ôm lồng và non. Đẳng cấp không các bác? Quá đẳng cấp luôn một em Hoa Mỹ này. Cái lồng rất là nặng. Đây, quay cho bác con tiếp nhá, con em. Em này các bác nuôi căng nhé, có thể bảo theo ý được. Rồi, ngò tay một lồng không mà nhảy luôn. Chim mới về thôi, không dám mở cửa các bác. Nếu mà em này bỏ tầm ở nhà một tầm một vài hôm là nếu mà đóng cửa phòng chơi thả thử xem thế nào. Chân khô đét này đẹp luôn. Em này có lắc lồng vẫn hót bình thường con này. Các kiểu luôn các bạn. Nào. Phải nói là một em họ đi chơi đúng là mọi địa hình luôn các bạn. Cao cầu dáng đẹp luôn nhá. Chim vừa mới về còn chưa tắm rửa này, các bác nhìn cái chân của em nó này. Đây, run cho các bác xem cái chân này. Chân với đuôi còn chưa kịp là chưa kịp là tắm. Vừa chui ra khỏi hộp. Hôm nay về thì em này em xòe, em vừa quay các bác đẳng cấp đúng là toàn chim đẳng cấp các bác nhìn này. Chơi các kiểu luôn các bạn. Anh em bây giờ em sẽ đặt đây cho anh em, cái lồng này rất là nặng, em dùng cái lồng này rất là nặng các bạn. Em sẽ đến sát cho các bác xem nhá. Rất là đẹp các bạn nè. Các bác ơi, lông em nó rất là vàng nhé. Các bác nhé, cái lông em này rất là vàng nhé các bác này. Nhưng mà bây giờ thời tiết ở ngoài này nó xỉn một buổi chiều rồi các bác. Bây giờ hiện tại, bây giờ nó rơi vào tầm gần 5 giờ rồi các bác ơi. 4 giờ bao nhiêu này, các bác nhìn này. Đấy, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 13 tháng 1 nha các bác nhé. Bây giờ gần 5 giờ, còn 20 phút là 5 giờ các bác. Đấy, không nói điều gì nào luôn. Thời tiết ngoài này nó đang chuẩn bị chuyển sang lạnh rồi, tí nữa là lạnh rồi. Ngày hôm nay hẳn nắng một tí, đây quay cho các bác xem này. Mỏ vàng chưa các bác? Đấy, mỏ vàng chưa? Đấy, một em họa mì quá đẳng cấp luôn các bạn. Em để tay vào lồng này, đặt lại đập này. Đấy. Cũng không hề hấn gì đâu nha các bác nhá. Không sợ. Nhất định là em nó không sợ. Đấy. Chân này các bác này, vẫn bẩn nguyên này các bác này. Các bác xem chân em zoom sát máy này. Nó không sợ đâu các bạn. Nó thuần quá rồi. Đấy các bác thấy không? Máy quay kém quá nó hay mất nét. Mà em họa mi quá, gọi là quá đẳng cấp đi các bạn. Thank you.
quay các bác xem sách tay này, thoải mái luôn. À các bác này, đấy anh em nào bộ kết em này thì alo cho em nhá, số điện thoại của em là 0974648999 nhé các bác nhá. Này đẹp quá. Sở dáng rất là đẹp luôn, mà cửa lồng không bay này. Con này em chạm tay vào cầu này các bạn ơi, chạm tay vào cầu này, nó còn không thèm nhảy lên phanh các bạn, nó thuần quá rồi. Đấy, bạn nào thích thì alo cho em nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá, hẹn gặp lại các bác những video sau nhá các bác này, cho các bác xem lại lần nữa này. À, xin chào tất cả các bác nhá, hẹn gặp lại các bác những video sau nhá.